Rồi, hello, chào mọi người. Đã quay lại kênh em ha. Hôm nay chắc video của em nó lên hơi trễ. Buổi trễ chắc mọi người cũng đang ngóng. Lý do là nói chung là hôm nay thì mấy bữa nay từ Tết tới giờ là nó không có công việc. Lu bu xong cái đứa này nghỉ, đứa kia nghỉ, cái em phải bay qua làm tiếp. Và không có thời gian để quay video cho cả nhà. Rồi hàng nữa. Giờ hàng hiện tại là dịch cúm, cho nên là cái quá trình mà gửi hàng về nó đang bị kẹt hàng. Gửi hàng hổm gài, mình gửi mấy cái hàng thường thường là 4-5 ngày là về tới, giờ có từng lễ chưa thấy đâu. Rồi bây giờ sẽ vô cái video ngày hôm nay. Trước tiên là mình sẽ nói về cái kéo này. Kéo này đẹp, mới 100% luôn nha. Mọi người hôm rồi mua cái kéo đen phải không? Thì hôm nay cái kéo này, cái lô này nó về cái kéo màu trắng. Kéo này là kéo mạ rơm và nó kháng rỉ ha. Tức là nó hạn chế bị rỉ khi ta sử dụng. Cái này thì nó cắt bonsai cho nên là cái cây nó sẽ tiếp xúc với nhựa cây nhiều. Thì dĩ nhiên là nó sẽ dễ bị sét ha. Nhưng mà chúng ta lưu ý là xài kỹ chút xíu. Nó chỉ là kháng thôi chứ không phải là nó không rỉ nha. Nó kháng thôi. Cây này thì giá 270.000. Cái kích thước của nó, kích thước của nó là 15.5 cm, 15.5 tổng chiều dài. Nè, mọi người xem nó mài cái lưỡi nó là nó hai lớp, thấy không? Nó hai lớp lớp thép á. Kéo xịn nó là nó sẽ thấy rõ hai cái bằng lớp nè. Đó, rất là đẹp luôn, cực kỳ bén. Cái này á, mình nghĩ là nó giống như thép không rỉ, nhưng mà không phải đâu, chắc là nó mạ rơm chứ không phải là thép không rỉ. Nó kháng rỉ à, rất là đẹp. Cây này mới luôn, giá 270.000, mã đặt hàng là C237 nha, giá 270, và giá này là giá chưa phí vận chuyển nha. Mua đơn hàng trên 300 và dưới 2kg thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển khi chuyển khoản. Mọi người tiếp tục là một cái kìm của Victor là kìm xịn. Kìm Victor là của hãng Fujiya, thì nó có hai dòng, nó chia ra thương hiệu là Fujiya và thương hiệu Victor. Thương hiệu Victor là nằm ở phần hàng cao cấp của Nhật, và nó dạng như là nó xuất qua châu Âu á. Cái dòng Victor là thường xuất của châu Âu. Cái này kích thước của nó là 200mm nha. Độ cứng của nó là từ 58 đến 61. Nó cắt được là dây đồng là 4 ly và dây inox là 2 ly, là thép không rỉ kháng thép inox đó, nói chung là inox 2 ly ha. Chiều dài là 200mm. Kìm mới 100% luôn nha. Victor Made in Japan nè. Cán của nó màu trắng xanh, chiều dài 2 tấc. Cái này giá 550.000, mã đặt hàng là C381 nha, 550.000, và giá là giá chưa có phí vận chuyển. Tiếp tục một sản phẩm là cái rìu này nó đã qua sử dụng. Cái này anh em về mài lại ha, về mài lại nè, nó bị nhâm nè, lằn nhâm nó đây nè, thấy không? Đó, cái này hôm rồi mình bán hàng mới là 1,3 triệu đó, hết hàng rồi. Hôm mình về 5 cây nhưng mà hết rồi, chưa biết chừng nào nhập về nữa, tại vì mình thấy nó giá nó cao quá và cái số lượng người mà chốt đơn rất là ít ha. Chỉ có 5 anh em thôi, là có 5 anh là chốt thôi à, là hết luôn rồi đó. Cái nào hàng mà nó có cái sức hấp dẫn á, nó giá thành nó mềm á, thì mình mới dám nhập nhiều. Còn cái này giá 470.000, mã đặt hàng là B832, giá 470.000 ha, giá chưa có phí vận chuyển nha. Cái loại rìu, nó có hai loại rìu, cái loại rìu mà nó lưỡi này và cái loại rìu mà nó khoét sâu ở đây nè,
hổm này là gì? Thì cái rìu đó, cái bên Việt Nam mình á, cái rìu này mình dễ sử dụng nè, nhiều rìu này chặt dễ chặt. Còn cái rìu kia, cái loại kia thì phải biết sử dụng mới sử dụng được. Cái rìu kia chặt á, lơ tơ mơ là nó không có, nó vô trung bình mình luôn á. Thứ hai nữa là nó khi mà nó chặt có thể là dính vô cái cây luôn. Cái rìu, cái loại mà nó phiết vô đây đưa ngay nè, phiết vô nè, cái loại nó khó xài hơn cái loại này. Còn loại này thì nó giống như cây rìu của mình thôi, mà nó bén rất ngọt. B832 470.000. Tiếp tục là ở đây là những cái cảo mọi người. Đây là cảo Supertone nội địa Nhật. Thì ở đây mình sẽ nói trước cái cảo size lớn trước đi. Tại vì cái size lớn này nó còn cái bao bì. Cái này thì nó bị bể giấy kiến này. Bể giấy kiến rồi mình sẽ nói tiếp theo. Cái bự này, cái mỡ này thì nó cạo cái vòng bà vi, vòng bi từ 24 đến 55 ly. Tức là những cái motor á mọi người. Những cái motor cạo cái này là rất là ngon ha, cạo pulley, cạo motor. Cái loại này á nó sẽ làm cái càng cái này nè, nó mỏng. Cái này nè. Nó mỏng để mình cạo á, mà khi mình đưa vào thì cái bàn đạn nằm vô đây. Và cái mắt này nè, cái mắt này nó sẽ mỏng đi, giữa nó sẽ không có chạm giữa cái cuộn dây đồng và cái vòng bi ha. Cái này nè. Còn cái cảo mà hai chấu á, cái cảo hai chấu á thì nó bự quá, cái càng móc vô nó bự quá, không thể nhét vô được. Thì cái này nó nhét vô được nè, thấy không? Cái này nó từ 24 đến 5 ly là từ cái cảo ở cái đường kính, nó đang nói đường kính của cái bạc đạn của vòng bi. Cái này, cái hành trình này thì nó khoảng một tấc ha, hành trình một tấc. Hành trình tức là em đang nói cái từ đây tới đây nè, khi mà cái cây này nó đi xuống mình để mình cảo á, thì nó kéo lên là từ khúc này cho đến đây là một tấc. Giá của cái này full mới luôn, giá của nó là 1.000.000 nha, 1.000.000. Đây Supertone A, cái model sản phẩm là AB2N. Mã đặt hàng là C334, giá 1.000.000 cho cái cây này, mới 100% luôn. Mặt sức mà cảo nha, hàng xịn. Anh em mà sửa chữa máy móc thì nên mua cái này nè. Về mình cảo chừng 5-6 cái mà motor là lấy lại vốn rồi. Nói trên thôi nha, tại mình cũng không biết là cái chi phí mọi người sửa chữa như thế nào. Nó nói gì bắt lỗi à. C334 giá 1.000.000. Tiếp tục là cái này là từ 19 đến 35. Cái này thật sự là rất phù hợp cho những cái máy khoan của mình á. Cái máy khoan cầm tay rất là hợp. Cái này nè, hai size này rất là hợp luôn. Hai size này rất là hợp. Nào mọi người thấy em nó sẽ cạo cái vòng bi như thế này nè, trong những cái góc kẹt như thế này thì nó đưa vô cái cạnh này nó sẽ dễ tháo ra, dễ mà cạo ra. Thấy chưa? Thì cái này giá của nó cạo từ cái vòng bi từ 19 đến 35 ly. Giá của nó là 600.000 cho cái này. 600.000, mã đặt hàng là C333, giá 600. Giá chưa phí vận chuyển. Cái này thì chuyển khoản được bao ship nè, tại vì cái này trên 300.000 và dưới 2 kg, cái này cũng vậy, cái mà cạo lớn cũng vậy. Rồi, tới cái cảo này thì 10 đến 25 ly, nó cũng là cái kiểu này luôn. Tại này mình băng lại lý do là nó có cái gì? Cái lục giác mình sợ rớt ra, cho nên mình đã băng lại đây. Mới nha, bảo đảm mới 100%. C332. Rồi, không có giá rồi. Mọi người đợi tí xíu sẽ cập nhật giá. C332. Cảo bằng đạn 500.000. C332, nó mở ra luôn cho mọi người xem luôn. Cái này thì nó cảo từ 10 đến 25. Cái này là những cái máy mà bắt chích đồ á, máy khoan pin đồ á. Cái này anh em mua về có thể cảo mở ra những cái vòng bi. Nếu như mà chúng ta mua máy bể mà lâu ngày nó bị bể những cái vòng bi, bể những viên đạn nó xét vậy đó.
chúng ta gặt thai mới cái bồng bi thì chúng ta mua những cái, mua cái cảo này nè, thấy không? Để chúng ta cảo ra, cảo cái bồng bi ra. Rồi C332 giá 500, C332 giá 500. Tiếp tục là cái một ở cái kìm mẫu quả của lobster, kìm mẫu quả lobster, cây này còn đẹp như mới luôn. À, cái này giá 140.000, mã đặt hàng là C007 nha, C007 giá 140.000. Rồi tiếp tục là một cái mỏ lách ngang của Subatolo, Subatol, à không có chữ Gaben trong này nha, nhớ là hàng mới 100%, chưa sử dụng. Cái này chiều dài 230 mm, 230 thì nó mở tối đa là khoảng là 40-48 quá. Mở tối đa là được là 64. À, nếu mà đo tới đây thì 64 63. Giá của nó là 350.000, mã đặt hàng là SB2601. SB2601. Đây, SB261 giá 350.000, giá chưa phí vận chuyển. Một cái ghim, dập ghim, gọi là búa, dập ghim búa. Là chúng ta gõ xuống, chúng ta gõ là chúng ta sẽ đóng được ha. Gõ là đóng được. Hết ghim mình. Dính đây nè, nãy mình gõ cái mà nó dính vô đây luôn nè. Hả? Này thôi tự ra. Thì cái này giá của nó là 270.000, cái này nó cũ, hơi cũ hơn cái cây hôm rồi, cây hôm rồi 300 mấy, cây hôm rồi đẹp hơn. Cây này cũ nhưng mà xài tốt nha, hàng tốt. Cây này của Thụy Điển. Wisden nè. Meta Wisden Thụy Điển. Cây này hôm rồi bán con cây, bán cây đó. Cái này giá của nó là 270.000, mã đặt hàng là C004. C004 giá 270.000. Một cái đục, cái đục nhọn dài thòn lòn luôn. Cái đục này dài tới 3 tấc 6 nè, 3 tấc 6 tức là đục chỗ tường luôn đó. Cái này đục chỗ tường luôn. Và cái đường kính của cái cây này là 22 ly. À đường kính đó 22 ly. Chiều dài là 3 tấc 6. Đục nhọn. Cái này giá 280.000. 280.000 nhưng mà cái cây này chuyển khoản thì bên em miễn phí vận chuyển cho cái cây này luôn. Ha, cái cây này mà chuyển khoản là bên em bao ship cho cái cây này. Ha, chỉ có cây này thôi nha, 280.000, mã đặt B208. B208 giá 280.000, giá chưa phí vận chuyển. Rồi, bây giờ anh sẽ quay tiếp tục là cái nói về cái gì? Cà lê của Tony, lâu rồi mình không quay lại video này. Tại vì có anh hỏi, anh mua. Rồi sẽ quay lại những cái số mình mới vừa về. Có những số thì mình còn những số hết thì là những số nhỏ, thường là 8, 10, 23 là sẽ hết. Trước tiên là cây 21 đi. 21 của Tony ha, hàng xịn. Cái này nó có thể gặt gù như thế này. Những cái góc hẹp đưa vô. Ví dụ như trong này nè. Con ốc nằm phía dưới này thì chúng ta đưa vô đây nè, chúng ta dặn ha. Dặn cầm như thế này cho ngoài, ở ngoài này dặn. Cái này ở cái miệng này là nó có cái gờ. Thứ nhất là nó sẽ chống trượt, thứ hai nữa là nó tự động. Này là số 22 phải không? Này 21 rồi. Nè, tự động. Tức là hiện tại là mình có thể đút vô mình dặn nè. Thấy không? Đút vô dặn nè. Xong rồi nếu như cái bình thường, cái cây bình thường mình sẽ rút ra. Đút vô đây mình dặn. Qua cái nữa. Còn riêng cái này thì chúng ta có thể không cần thiết vậy luôn. Tức là chúng ta không cần tháo ra. Không cần mà rút cái cây này, rút cái cờ lê ra mà là sử dụng để vậy luôn rồi chúng ta quay luôn. Nè. Thấy không? Đó. Cái cây này nó rất là tiện khi mà chúng ta trèo lên cao và những góc hẹp, nhất là những anh em mà mắc máy lạnh, mắc máy đồ đó,
nó nằm trong cái góc kẹt như thế này, cái máy, cái lốc máy nằm phía ngoài này, thì chúng ta phải xuất sử dụng cái này nè. Mỗi lần rút kẹt vô nó rất là phiền phức, thì chúng ta đưa vô dặn ha, cứ nhả ra dặn nhả ra tiền là vậy. Cái này số 21, cái này giá của nó là 780.000. 780.000, mã đặt hàng là TN0707. Nếu như chúng ta không nhớ cái mã này quá nhiều cái mã giống giống nhau thì nói là Tony, cờ lê Tony, nhắn cờ lê Tony số mấy gì đó là bên em sẽ biết và sẽ tự lấy ra ha. TN0707 này là số 21 nha, 780.000. TN cái này thì 1808, cái này là 1808, 730.000 một cây này. Đây 1808 730.000, cái này là số 19, số 19. Cái này là số 17. Số 17 là 1807 giá 590. 1807 nha, giá 590.000. À, số 13 đáng lẽ có số 14 nữa mà do là đặt thiếu. À, số 13 là 490.000. TN0709, cái mã đặt hàng là TN0709, 490.000. Số 10...